Ngày 5 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Juan Laporta xác nhận Barcelona không gia hạn hợp đồng với Lionel Messi. 3 ngày sau, vào ngày 8 tháng 8 năm 2021, thế giới bóng đá chứng kiến một trong những giây phút xúc động, nhiều cảm xúc bậc nhất khi siêu sao người Argentina rơi nước mắt trong bài phát biểu ở buổi họp báo chia tay đội bóng xứ Catalonia. Biến đỗ tiếp theo mà Messi lựa chọn sau đó thì ai cũng đã biết. El Puga quyết định chuyển đến đội bóng đầy tham vọng ở châu Âu, lúc bấy giờ là Paris Saint-Germain. Sát cánh cùng huyền thoại người Argentina là người em, người bạn đầy thân thiết với anh, chính là Neymar. Bên cạnh đó, viễn cảnh Messi trở thành đồng đội với cậu bé vàng nước Pháp, Kylian Mbappe cũng khiến cho biết bao khán giả trên toàn thế giới thích thú và mong đợi. Việc được nhìn thấy bộ ba Messi, Neymar, Kylian Mbappe cùng thi đấu chung một màu áo câu lạc bộ có lẽ là một điều mà chỉ có trong những tựa game về bóng đá. Nhưng hiện tại, nhờ túi tiền không đáy của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi mà cả thế giới sẽ được tận mắt chứng kiến điều không tưởng ấy thành hiện thực. Tuy nhiên, có một chi tiết mà chắc hẳn mọi người ít nhiều cũng đã từng được nghe nói tới. Kylian Mbappe chính là một fan rất lâu năm của đối thủ lớn nhất với Messi trong suốt nhiều năm qua. Mbappe là một fan cực lớn của Cristiano Ronaldo và sau một khoảng thời gian thi đấu cũng như được học hỏi rất nhiều từ Lionel Messi, Mbappe liệu có thay đổi ý định chuyển sang thần tượng ngôi sao người Argentina hoặc anh cảm thấy thế nào về thần tượng của mình là Cristiano Ronaldo? Ngày hôm nay hãy cùng tôi, bình luận viên Anh Quân đi sâu hơn về vấn đề này nhé. Trong những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền nhanh chóng một video với nhân vật chính là Kylian Mbappe. Trong video, ngôi sao của tuyển Pháp đã nói về cả Messi và Ronaldo. Theo đó, thủ quân tuyển Pháp vẫn thừa nhận rằng mình yêu Cristiano Ronaldo và từ bé đã là một fan lớn của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Sau đó, cầu thủ này tiếp tục đề cập đến Messi. Mbappe nói rằng hiện tại anh ấy cũng đã học tập rất nhiều từ Lionel Messi. Khi anh còn trẻ, anh chưa hiểu được rằng Messi giỏi đến mức nào. Nhưng hiện tại, Mbappe khẳng định rằng mình đã lớn. Và sau cùng, chân sút số 1 của Paris Saint-Germain vẫn chốt lại rằng hiện tại anh đều thích cả hai cầu thủ trên. Sau khi theo dõi xong đoạn video đó, nhiều cổ động viên của cả Messi và Cristiano Ronaldo đã có nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Người thì cho rằng Mbappe hiện tại đã thay đổi khi được thi đấu chung với Messi, được tận mắt nhìn thấy những phẩm chất phi thường của chân sút người Argentina và từ đó Mbappe đã quay xe trở thành fan của Lionel Messi. Người thì lại bảo Mbappe vẫn là fan ruột của Ronaldo, việc anh có một thái độ khiêm nhường với Messi cũng chỉ là thái độ xã giao. Anh hùng trọng anh hùng trong thế giới bóng đá. Chưa kể khi còn ở Paris Saint-Germain, Messi được cho là một tấm gương để Mbappe học tập rất nhiều. Điều đầu tiên, bỏ qua hết những tranh cãi của những người hâm mộ, chúng ta có thể thấy được rằng trong đoạn video trên, Mbappe vẫn khẳng định mình yêu thích Ronaldo, là một fan lớn của Ronaldo từ nhỏ. Đây chắc chắn là một điều đáng quý. Mbappe dù đã trở thành một cầu thủ lớn, một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá hiện đại, thì anh vẫn giữ cho mình chính kiến riêng. Hãy nhớ rằng trong quá khứ, Mbappe đã có rất nhiều những hành động cho thấy tình yêu cực lớn đối với thần tượng Cristiano Ronaldo của mình. Người thân của Mbappe tiết lộ rằng Ronaldo là cầu thủ mà Mbappe cực kỳ yêu thích, cũng như xem cầu thủ người Bồ Đào Nha là tấm gương để bản thân học tập. Khoảng thời gian thi đấu của Ronaldo tại Tây Ban Nha giai đoạn 2009-2018 cũng trùng khớp với tuổi thơ của cậu bé vàng nước Pháp. Thằng bé rất thần tượng Cristiano Ronaldo, cha của Mbappe, ông Winfried từng chia sẻ với Frank Football vào năm 2016. Nó thường bỏ ra hàng giờ để xem video của Ronaldo trên Internet. Và các bạn cũng đừng quên rằng Mbappe đã từng thần tượng cựu cầu thủ của Manchester United đến mức dán trên tường phòng đầy những bức ảnh của Ronaldo. Vào năm 2020, Mbappe từng đăng tải dòng trạng thái với chú thích thần tượng và biểu tượng cảm xúc hình vương miện. Kèm theo đó là hình ảnh anh cùng Ronaldo mỉm cười trò chuyện sau trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Cùng năm đó, trong cuộc phỏng vấn với beIN Sport, khi được hỏi về bàn thắng đẹp nhất, Mbappe khẳng định đó là cú xe đạp chồng ngược của Cristiano Ronaldo vào lưới Juventus ở UEFA Champions League mùa giải 2017-2018. Chỉ vài ngày sau khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2022 bởi ngựa ô Maroc, Ronaldo đã đăng trên Instagram dòng trạng thái cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ. Mbappe đã bình luận về bài đăng với biểu tượng cảm xúc hình con dê, ám chỉ thuật ngữ vĩ đại nhất mọi thời đại, hoặc viết tắt là Go dành cho Ronaldo. Điều thứ hai mà ta có thể thấy được đó là sự tôn trọng của Mbappe còn thể hiện qua câu nói: ngay còn nhỏ tôi chưa hiểu được Messi giỏi như thế nào, hiện tại tôi đã đang và sẽ học tập ở Messi rất nhiều. Bên cạnh đó, việc Mbappe khẳng định rằng mình đã lớn và hiểu được sự xuất sắc của huyền thoại người Argentina cũng là một điều rất quý. Và cuối cùng, cậu bé vàng nước Pháp chốt lại vấn đề một cách không thể nào khôn ngoan hơn khi bảo rằng hiện tại cậu thích cả hai người.
Expobo đã dẫn lại một câu nói của Mbappe như sau: "Tôi muốn bắt chước sự nghiệp của Cristiano Ronaldo, vì bắt chước sự nghiệp của Lionel Messi là điều không thể." Qua câu nói trên, chúng ta càng thấy được rằng sự tôn trọng và khiêm nhường của Mbappe dành cho Messi. Anh biết được rằng Messi hiện tại là ai, những thành công mà Messi đạt được là vĩ đại đến mức nào. Trong khoảng thời gian mà Mbappe thi đấu cùng với Messi trong màu áo của Paris Saint-Germain, Mbappe đã nhiều lần tận mắt chứng kiến Messi thi đấu xuất sắc như thế nào. Mbappe dường như đã bị tài năng của Messi thuyết phục, điển hình là trong trận đấu với Club Brugge tại đấu trường UEFA Champions League. Cả Mbappe và Messi đều ghi được 2 bàn thắng. Sau trận đấu đó, Mbappe đã nói chuyện với báo chí để chúc mừng thành tích của Leo. Và Mbappe đã nói một câu có lẽ chứng tỏ anh ấy nghĩ Leo giỏi hơn Ronaldo. Đây là những gì Kylian nói với báo chí sau trận đấu: "Thật dễ dàng để chơi với Lionel Messi, anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy đã giành được quả bóng vàng vài ngày trước. Hôm nay, anh ấy đã ghi 2 bàn thắng, anh ấy rất hạnh phúc và tôi hy vọng anh ấy sẽ giúp đỡ chúng tôi trong tương lai." Không chắc Kylian Mbappe có còn là người ngưỡng mộ Cristiano Ronaldo nữa hay không, hay Mbappe đã dành sự yêu thích ấy cho Messi mất rồi. Nhưng Leo Messi bằng một cách nào đó đã tạo cho mình một khoảng trống trong trái tim Kylian Mbappe. Ban đầu mọi người cảm thấy anh ấy lạnh lùng và xa cách, nhưng giờ đây họ cảm thấy anh ấy là một cầu thủ luôn yêu quý Messi ở bên. Nếu các bạn còn nhớ, trong trận chung kết World Cup 2022 vừa qua, cũng chính Mbappe đã bất lực nhìn thiên tài Messi chinh phục chiếc cúp vàng danh giá như thế nào. Mbappe sau trận đấu đó có lẽ không quá thất vọng vì anh biết rằng anh đã thua trước một Messi quá vĩ đại. Và còn gì tuyệt vời hơn dành cho Kylian Mbappe khi trong giai đoạn đầu mùa giải năm trước, khi Ronaldo vừa mới chuyển đến thi đấu tại Ả Rập, Paris Saint-Germain cùng với Anas đã thi đấu một trận giao hữu. Kết quả trận đấu là điều chúng ta không đề cập đến lúc này. Điều đáng nói ở đây chính là khoảnh khắc quý giá mà Mbappe có lẽ sẽ không thể quên được khi anh được thi đấu cùng với Messi và đối đầu với Ronaldo. Trong một cuộc phỏng vấn vài năm trước với New York Times, chân sút người Pháp Mbappe đã nói về cơ hội giành quả bóng vàng: "Tôi nghĩ rằng tôi sắp giành được quả bóng vàng. Tôi luôn nói rằng tôi mơ về mọi thứ. Giấc mơ của tôi không có giới hạn. Tất nhiên như bạn nói, bóng đá thế giới đang bắt đầu một thế hệ mới. Và kỷ nguyên Ronaldo Messi sẽ dừng lại. Chúng ta phải tìm một người khác, một người mới để kế thừa nó." Khi được yêu cầu lựa chọn giữa hai huyền thoại bóng đá hiện đại, Mbappe cho biết: "Mỗi năm tôi đều tự hỏi ai sẽ giành quả bóng vàng, Messi hay Cristiano. Tôi thích ai hơn, nó giống như việc chọn lựa giữa cha bạn hoặc mẹ bạn. Bạn không thể." Từ tất cả những điều trên, chúng ta có thể thấy rằng Mbappe thật sự là một cầu thủ có ý chí cầu tiến và tinh thần học hỏi cao. Không quan trọng là Mbappe xem Messi hay xem Ronaldo là thần tượng. Điều quan trọng ở đây là anh sẽ học tập ở cả hai huyền thoại này những điều gì, để rồi từ đó tạo cho bản thân một bước điện tốt nhất và vươn lên, rồi lại tiếp bước những thành công mà hai vĩ nhân bóng đá này mang lại cho cả thế giới.